Chào các bạn, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về cách làm một bài kiểm tra tự luận trên lớp học Canvas của chúng ta. Bài kiểm tra có chứa các biểu thức toán học. Ở đây là các bài toán về ma trận, định thức, thể phương trình tuyến tính. Các bài kiểm tra chúng ta sẽ xuất hiện trong đến hạn chúng ta sẽ xuất hiện trong mục thông báo và trong cả cái mục assignment nhé các bạn. Tại cái tab Assignment này, các bạn sẽ có danh sách các bài kiểm tra. Tại trang thông báo chúng ta cũng có. Bây giờ chúng ta thực hành ở bài kiểm tra tự luận số 0 này. Một bài kiểm tra về ma trận. Cho hai ma trận A, B và tìm ma trận X, thỏa mãn X, A bằng B. Và bài kiểm tra này chúng ta phải soạn lời giải của bài toán vào phần trả lời. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn soạn câu trả lời cho những bài toán mà có chứa các biểu thức toán. Ở đây là có chứa ma trận. Để trả lời cho bài kiểm tra tự luận thì chúng ta vào mục Start Assignment. Chúng ta lưu ý là có thời hạn của bài kiểm tra. Chú ý thời hạn của bài kiểm tra và cái thời gian chúng ta có thể làm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào trả lời cho bài kiểm tra này. Chúng ta chọn Start Assignment. Bài kiểm tra này chúng ta chỉ có thể trả lời bằng cái soạn câu trả lời Test Answer. Chúng ta soạn câu trả lời vào cái ô trả lời này. Chúng ta thực hiện soạn văn bản thì phần test chúng ta soạn bình thường. Đến phần chứa các biểu thức toán, chúng ta chọn chèn biểu thức toán. Chúng ta vào cái click vào cái dấu ba chấm này. Sau đó click vào biểu tượng căn bậc 2, ở đây là Insert Math Equation. Tại mục này chúng ta sẽ có bảng, sẽ có cái hộp thoại hiện ra và có sẵn một số ký hiệu của các biểu thức toán học. Chúng ta có thể gõ các test các mà biến của trong môi trường toán, rồi các ký hiệu cần thiết chúng ta chọn ở trong các khung, trong các cái tab mà các ký hiệu cho sẵn này. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có dấu suy ra, từ xa bằng b chúng ta suy ra x sẽ bằng b nhân với a nghịch đảo a trừ một, để ký hiệu a trừ một, để ký hiệu a trừ một thì chúng ta hãy chọn cái gõ Switch View Advanced này. Chúng ta chọn A rồi dấu mũ, rồi cái số trừ 1 chúng ta để trong cái ngoặc kép này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu thức toán xuất hiện. XA bằng B, suy ra X bằng B nhân A trừ 1. B nhân với ma trận nghịch đảo của A. Rồi Insert Equation. Như vậy chúng ta đã gõ được dòng là XA bằng B, suy ra X bằng B nhân A trừ 1. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại cái công thức toán đã gõ. Ta click chuột vào công thức và chọn Edit Equation là sẽ sửa lại. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý là có hai hình thức gõ. Chúng ta có thể gõ trực tiếp các biểu thức toán nhìn thấy cái hình thức của nó. Hoặc chúng ta chọn Switch View to Advanced, chúng ta gõ bằng code, các đoạn mã code LaTeX. Chẳng hạn chúng ta ở đây là có dòng XA bằng B. Rồi cái dấu suy ra này, cái dấu suy ra này là có đoạn cốt lệnh của nó là long right arrow. Là cái đoạn là kéo mũi tên suy ra kéo dài. Còn nếu ta để ngắn thì ta để chữ right arrow là sẽ ngắn hơn. Rồi x bằng b nhân a trừ 1 là sẽ ra kết quả x bằng b nhân a trừ 1 này. Rồi insert equation. Bây giờ chúng ta tiếp tục chèn đoạn lời giải có chứa ma trận vào đây. Chúng ta chọn chèn công thức toán. Ta click vào dấu ba chấm và chọn cái biểu tượng căn bậc 2, Insert Math Equation. Chúng ta chọn vào cái Switch View to Advanced. Chúng ta gõ biểu thức ma trận. Thì để gõ ma trận, chúng ta bắt đầu bằng dấu ngoặc ma trận, chúng ta chọn là left, dấu ngoặc trái, dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc phải chúng ta chọn right,
Rồi động dũng vật này, đây là cặp vũ ngoặc bao lấy ma trận. Sau đó để bắt đầu ma trận thì chúng ta chọn ở giữa cặp dũng ngoặc này, chúng ta gõ đoạn code LaTeX là bắt đầu begin matrix và kết thúc ma trận là end matrix. Rồi đây là đoạn code là bắt đầu ma trận begin matrix và end matrix. Và giữa cái begin end này là các phần tử của ma trận, chúng ta viết theo dòng. Các cột được ngăn cách nhau bởi ký hiệu dấu và. Chẳng hạn chúng ta có là có trừ 3 rồi dấu và sẽ ngăn cách cái cột, phần tử cột thứ hai là 12 chẳng hạn. Ta được dòng là trừ 3, 12. Ta có thể thấy kết quả ở đây là dòng thứ nhất. Muốn thêm cột chúng ta thêm dấu và. Thêm dấu và như vậy. Rồi xuống dòng chúng ta dùng dấu hai dấu sẹp. Hai dấu sẹp xuống dòng. Và chúng ta bắt đầu gõ dòng thứ hai. Dòng thứ hai, đây là dòng thứ hai. Muốn tiếp tục xuống dòng nữa, chúng ta lại dùng dấu sẹp. Dòng thứ ba. Ví dụ như vậy. Đây là dòng thứ ba. Các dòng ngăn cách nhau bởi dấu sẹp, hai dấu sẹp này. Muốn thêm cột, chúng ta thêm dấu và. Ví dụ như vậy, chúng ta muốn thêm cột, chúng ta thêm dấu và. Rồi xóa dòng. Như vậy, đây là đoạn code LaTeX biểu diễn cái ma trận chúng ta. Bắt đầu left, rồi mở ngoặc tròn, rồi đóng lại là right. Đóng ngoặc tròn là dấu ngoặc bên trái và dấu ngoặc bên phải. Bắt đầu ma trận là begin matrix và kết thúc ma trận là end matrix. Và các dòng ngăn cách nhau bởi dấu xuống dòng là hai dấu sẹp. Các phần tử trong cột ngăn cách nhau bởi dấu ký hiệu và này. Nếu chúng ta muốn đổi ký hiệu ma trận thành định thức, chẳng hạn như dấu gạch thẳng đứng, chúng ta thay cái dấu ngoặc tròn này bằng dấu gạch thẳng đứng. Thì đây là ký hiệu của định thức. Nếu chúng ta muốn dùng dấu ký hiệu của hệ phương trình, chúng ta dùng thay cái dấu gạch thẳng đứng này bởi dấu sẹp và dấu ngoặc hệ phương trình. Muốn bỏ cái dấu phía sau thì chúng ta dùng dấu chấm. Thì đây là dấu ngoặc hệ phương trình. Chúng ta có thể nhập các phương trình vào ở phần này. Chúng ta quay trở lại theo bài toán này là ma trận. Chúng ta dùng dấu ngoặc mở ngoặc của ma trận, ngoặc tròn. Và đóng lại ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn của ma trận. Như vậy chúng ta đã nhập được cái ma trận X bằng, đây là ma trận B. Ta có thể copy đoạn code này rồi dán vào. Đây là chúng ta sửa thành ma trận A trừ 1. Để số mũ chúng ta dùng dấu mở ngoặc, dấu mũ này. Dấu mũ sau đó. Số trừ 1 chúng ta để trong cái biểu cặp ký hiệu mở ngoặc tập hợp và đóng ngoặc tập hợp này. Ở đây chúng ta đang soạn được công thức là x bằng b nhân với a trừ 1, ma trận b nhân với ma trận nghịch đảo a. Đây là đoạn code LaTeX và đây là kết quả của đoạn code. Chúng ta insert equation. Như vậy chúng ta đã soạn được cái dòng biểu thức toán là x bằng b nhân với a trừ 1. Chúng ta tiếp tục soạn lời giải hoàn chỉnh cho bài toán này. Chúng ta có thể copy các đoạn code đã soạn và dán vào các phần phía sau để sửa lại. Chẳng hạn ở đây tôi copy, click vào công thức rồi ấn Ctrl C là copy. Sau đó chuyển xuống dòng tiếp theo ấn Ctrl V là chúng ta sẽ dán được công thức chúng ta vừa copy. Chúng ta chỉnh sửa về công thức này.
chúng ta click vào công thức và edit equation để chỉnh sửa. Thì bây giờ chỉnh sửa ở đây chúng ta tính, bây giờ tính cái a mũ trừ 1 này, cái a mũ trừ 1 này, thì để nhập phân số chúng ta sẽ nhập biểu thức code LaTeX là frac hoặc là d frac, rồi tử số chúng ta để trong dấu cặp hoặc nhọn và mẫu số cũng vậy. Chẳng hạn tử số là 1 trên mẫu số ở đây là theo quy tắc của ma trận nghịch đảo 2 nhân 4 trừ cho 3 nhân với trừ 1. Ở đây chúng ta đang tiếp tục phần lời giải cho bài toán này. Ma trận B nhân với nghịch đảo A trừ 1. Chúng ta ấn click vào công thức Ctrl C rồi xuống dòng Ctrl V là dán công thức và sửa đổi. Như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn soạn xong lời giải của bài toán của chúng ta. Trong lời giải này chúng ta soạn các biểu thức toán học có chứa ma trận. Sau khi soạn xong câu trả lời cho bài toán, chúng ta chọn Submit Assignment để nộp bài. Như vậy chúng ta đã thành công, assignment successfully submitted, là bài toán đã được nộp. Ở đây chúng ta có thấy ở đây là bài toán chúng ta đã được nộp. Phần chia sẻ của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.